Anh bảo này, ở đây em đang đang có mấy cái tông bản to, à mấy cái lược bản to này. một cái bản to đùng này và hai cái bản này, Hai cái bản này là bản một, thời ngày trước ấy. Bản à hai ba hai cái này là hai cái 2019, đúng rồi, còn cái này là cái 2022 đúng rồi. đúng không? Bản to 2022 bỏ đây, ít cắt đúng không? Không, cái đấy em không cắt. Không cắt. Vậy hai cái nào này, cái nào cắt nhiều nhất? Cái này, Cái này cắt nhiều nhất. vâng, cái đấy là sinh nhật thầy tặng em Sinh nhật tặng em từ thời còn đi học. đấy, Bao nhiêu thầy lâu tặng rồi? Mấy năm rồi? gần được 2 năm. Gần được 2 năm. Mà cái cây lược mà cắt lâu rồi thì nó sẽ bóng như này. Nó sẽ bóng mà cái màu của nó sẽ đậm xuống như này. Còn cái cây lược mới ấy, thì bao giờ cái màu của nó cũng sáng hơn. Nó vàng tươi hơn. Đó, nhưng mà cắt lâu thì nó sẽ đậm và bóng như này. Và thậm chí là không còn cái tên ở trên lược luôn, nó rất là bóng. Cái cây lược này là gần 2 năm và em thường xuyên cắt cây lược này đúng không? Bây giờ anh trả em 200. Không bán được, không. Cây này bao tiền em không bán thật, bởi vì cái ngày sinh nhật thầy bảo là đến ngày sinh nhật thầy sẽ tặng các em cái lược mà thầy chính tay các thầy mài, thì hôm đấy là có 4 bạn được, thì trong đấy là có em cùng tháng À, 7 là đấy là có em đó, là tặng sinh nhật, đúng rồi. Còn cái lược em tự mài đây, nghe em thấy nó cảm giác nó không sướng, mặc dù nó cũng ấy nhưng nhưng mà cái mà này có hay cắt không? không, giờ là không cắt rồi. Nhìn cái này không bóng là biết là không cắt rồi, các bạn nhìn này, Mặc dù tay em mài cái đế nhưng nó nhìn nhìn không không bóng là biết là không cắt nhiều. Bây giờ 500 có bán không? không 500k không bán. tiền thích ở đây, nhưng mà cái lượng thì không bán Bây giờ anh mà hỏi thằng này 500k là bán luôn đây này, được có bán không thắng? Đấy, thế. giờ mà mua lược của nó là nó bán luôn. Đây lược của nó đây cũng bản 2019 nhưng mà không bóng mấy. Bạn đấy bạn đấy sau nên là Lược này chưa bóng mấy. 200 bán không? Vậy bao nhiêu bán? số số thầy vừa bảo 500k nó bán ngay không, mà thích lược này cơ, tại vì lược này cắt lâu năm hơn, nó bóng hơn. Đấy các bạn ạ. Lược mà cắt lâu ấy, càng cắt lâu càng xông tóc, càng bóng tóc càng mịn. Nó giống như lược thừa ấy, chứ không phải là cứ lược mới mà mình mua về là mình cắt nó đã ngon đâu. Như cây này cũng là do tay bạn mài nhưng mà bạn còn cảm thấy là không thích bằng cây này. Nó khác nhau nha. Còn lược khi mà gửi đến cho các bạn bên mình là mài rồi. Nhưng tuy nhiên không phải là mài rồi là cắt nó ngon luôn. Mình về lược mà, các bạn làm thợ lâu năm các bạn biết. Càng cắt lâu thì càng bóng. Đó, thì đây là lược bản to 2019. Vậy nhất định là không bán đấy. Vậy thôi Đợt nhá. em dùng cái đã hứa rồi mà. Vậy phải giữ gìn cẩn thận. Em giữ rồi. Anh nói thật, lược của bọn anh ấy thì cứ nay đây mai đó, tức là lúc thì mất, lúc thì chả tìm thấy đâu, hoặc là lúc thì tặng người khác, thế nên là nó không có một cái cây lược nào mà cắt lâu cả Và đó. Thế thôi, nhất định không bán gì. Đây là bàn làm việc của Hải Sâm này, các bạn thấy này, rất sạch sẽ, kéo này bóng lử luôn. NT Giao Lạc này 01, NT Giao Lạc 01, đây là từ bản thời học Vico học từ viên thời đấy học viên này. Đó, Vico sản xuất riêng cho tường này. NT20 này mấy năm rồi? à, 2 năm, hơn 2 năm Hai, đấy, hơn 2 năm rồi hơn 2 năm NT20 này. đấy, nhưng nó vẫn bỏ, em Vẫn không biết còn bóng, vẫn sao còn mới. Do nó em bỏ giữ thế gìn là thôi. đi thôi. Này, Magic này, Paperlit này, MRD này, Meso này, kéo mực già này. Nói chung là đánh giá cao, đồ nghề rất sạch sẽ và đầy đủ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhá. Nhất định là không bán. Xin chào và hẹn gặp lại.